Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Quyết định về việc thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội tại thành phố Đồng Hới. Quảng Bình chính thức kích hoạt bệnh viện giã chiến từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 21 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 2285 về việc thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng, điều kiện thực tế hiện nay sẽ đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới tại tờ trình số 372/TTR-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định điều 1 thiết lập vụ cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTD ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, từ Bùng Binh đường Hoàng Diệu giao đường Trần Hưng Đạo, ngã ba đường Hoàng Diệu giao đường Nguyễn Hữu Giật, từ Bùng Binh đường Hoàng Diệu giao đường Hà Huy Tập, quầy ngõ 33 đường Hoàng Diệu, phạm vi bao gồm tổ dân phố 5, tổ dân phố 15, cụm 4 và 5 của tổ dân phố 4, cùng 1, 2 và 7 của tổ dân phố 6 thuộc địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. 2. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 CT-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố Đồng Hới, trừ khu vực đã áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Điều 2, Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới căn cứ quyết định số 2686/QĐ-BCD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai các nội dung tại điều 1. Điều 3, quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hồ An Phong đã ký. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 21 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định số 2286/QĐ-UBND kích hoạt bệnh viện giã chiến tỉnh. Bệnh viện giã chiến tỉnh Quảng Bình chính thức hoạt động từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có quyết định khác của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bệnh viện được đặt tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh với quy mô hoạt động là 150 giường bệnh. Nhân lực của bệnh viện giã chiến được điều động biệt phái từ Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh, Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các lực lượng hỗ trợ khác. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Quảng Bình vừa có thông báo khẩn số 01 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Sở Y tế Quảng Bình thông báo như sau: người từng có mặt tại các địa điểm: 1. Người đi trên xe Hoàng Vũ biển kiểm soát 73B00625 ngày 20 tháng 7 năm 2021 từ Cha Lo về Đồng Hới. Cụ thể lịch trình di chuyển như sau: lúc 6 giờ 40 phút xuất phát từ Cha Lo với 4 hành khách, trong đó một người xuống Quy Đạt, một người xuống Đồng Lê, một người xuống Ba Đồn, một người xuống Hoàn Lão. Lúc 7 giờ 45 phút tại Bãi Dinh lên 5 hành khách, trong đó 2 người xuống chợ Quy Đạt, 3 người xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa. Lúc 9 giờ tại Đồng Lê lên 3 hành khách, trong đó 1 người xuống Ba Đồn, 2 người xuống Đồng Hới. Lúc 10 giờ tại Ba Đồn lên 5 hành khách, cả 5 người xuống Đồng Hới. 2. Người đến Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa từ 8 giờ đến 20 giờ 30 ngày 20 tháng 7 năm 2021.
yêu cầu các công dân từng có mặt tại các điểm đến nói trên liên hệ ngay với trung tâm y tế, trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19 0917-420-268, 0912-151-559, 0941-374-288, 0969-871-313 để được hướng dẫn. Khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không tự ý mua thuốc để điều trị. Đề nghị các sở ban ngành địa phương phối hợp thông báo đến người dân biết để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, như vậy tối ngày 20 tháng 7, Quảng Bình tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các trường hợp F1 của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trước đó, gồm bệnh nhân 62939, bệnh nhân 62940 và bệnh nhân 62941 cùng ngụ tại xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa. Ngay trong đêm 21 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, ngành y tế Quảng Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước đó, đêm 21 tháng 7, hai ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận, đó là một trường hợp ở bản Bãi Sinh, xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa. Trước đó, người này đã được xác định là F1 của một trong ba bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố vào ngày 20 tháng 7 ở bản Bãi Sinh, xã Dân Hóa. Trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh cũ. Trường hợp thứ hai là tài xế taxi. Trước đó, người này đã chở ba bệnh nhân 62939, bệnh nhân 62940 và bệnh nhân 62941 từ đường tránh thành phố Đồng Hới đi bản Bãi Sinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Ngay sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã triển khai họp khẩn bàn các phương án nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời triển khai công tác điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, các trường hợp liên quan đến các ca dương tính này. Chúng tôi tổ chức truy vết các đối tượng có tiếp xúc với trường hợp lái xe trên toàn địa bàn thành phố để tìm thêm những F1 có tiếp xúc gần. Tổ chức cho các lực lượng như công an, quân sự, dân quân tiếp tục cùng phối hợp với trung tâm y tế, các trạm y tế, các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân khai báo để có cơ sở phân loại từ F1, F2, F3. Cùng với đó, thành phố Đồng Hới đã tổ chức cho các địa phương kích hoạt các kịch bản về phòng chống dịch bệnh đã được chuẩn bị trước đó. Đặc biệt là tại địa bàn phường Nam Lý, nơi có trường hợp được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Khi mà phát hiện các F0 thì chúng tôi khẩn trương là khoanh vùng và truy vết các đối tượng F1 và F2. Đồng thời là thông báo cho nhân dân biết cái trách nhiệm của mình trong là thực hiện nhiệm vụ khai báo y tế, tổ chức họp ban chỉ đạo cũng như là các tổ cộng đồng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho nhân dân yên tâm tránh cái hoang mang. Tính từ đêm ngày 21 tháng 7 đến 5 giờ ngày 22 tháng 7, bước đầu lực lượng chức năng đã điều tra truy vết được 100 trường hợp có liên quan đến ca bệnh là tài xế taxi và đã tổ chức triển khai đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay trong đêm 21 tháng 7 tại khu cách ly tập trung thị xã Ba Đồn. Như vậy, tính đến trưa nay ngày 22 tháng 7, Quảng Bình đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương
để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác, hôm qua ngày 21 tháng 7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ trí thức. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hội nghị lần này tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu nghị quyết đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo chuyên đề những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua cả kỳ đại hội. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tiến sĩ Lê Xuân Đình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hôm qua ngày 21 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã tổng kết đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên phụ nữ toàn huyện đã đoàn kết vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và bốn nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, toàn huyện có gần 1.600 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 320 mô hình có thu nhập từ 100 đến 700 triệu đồng trên một năm. Đại hội đã xác định 9 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhóm giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hưởng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua ngày 21 tháng 7, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và chính quyền các địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình vào tháng 4 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao 600 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nguồn hỗ trợ này được giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì triển khai thực hiện. Sau gần 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay 6 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thị xã Ba Đồn đã cơ bản hoàn thiện. Mỗi nhà được nhận hỗ trợ 100 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, huyện Quảng Trạch đã tổ chức đoàn đại biểu đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính và Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, huyện Bố Trạch. Đoàn đại biểu huyện Quảng Trạch đã trang trọng đặt vòng hoa dâng hương lên đài tưởng niệm, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, độc lập dân tộc. Sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là ý chí quyết tâm vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ viếng, đoàn đại biểu huyện Quảng Trạch đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Dịp này, huyện Quảng Trạch cũng đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 22 tháng 7 năm 2021, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 63 đến 93%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 59 đến 92%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 61 đến 76%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 89%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 78%. Khu vực